em qua. Cậu hai, mưa gió như thế này mà cậu cũng chịu khó lặn lội xuống đây nữa à? Qua ơi, anh dầm mưa đến gặp em lần này có lẽ là lần sau chót. Vì chuyện tình của anh với em, không hiểu tại sao má anh biết được. Má anh đang tìm cách bắt anh về Sài Gòn, không được bén mảng đến đây nữa. Vậy là đời của tôi số phận đã an bài. Nhưng chỉ tội cho giọt máu tình chung sẽ lạc lõng giữa cuộc đời vốn bùi. Trời ơi, em nói sao? Cậu hai ơi, tôi còn biết nói gì hơn nữa. Tôi biết đời tôi nhiều bao tố, nhiều lần tan vỡ lắm thương đau, mang dòng máu hận sầu duyên kiếp đi giữa đường. Không, anh sẽ bảo vệ em. Anh không thể xa con. Anh sẽ sống bên em mãi mãi. Không, anh là con một nhà danh gia giàu sang. Còn em chỉ là cô gái quê mùa, hai cuộc đời khác biệt. Đời đã ngăn chia một bến sâu, thân bèo rồi biết giác về đâu. Nên đi sao để mi rưng lệ, suốt kiếp đôi mình dần về đi. Kéo mưa chiều rơi lấp ngò, để rồi nơi đây chỉ còn lại một mình tôi vò vò suốt canh tàn. Khóc chuyện tình chung khi tuổi mộng chưa tròn. Một kỷ niệm buồn sẽ chôn chặt vào tim bằng giọt máu của chuyện lòng gian dở, đem tâm sự chôn vùi theo quá khứ mà giọt máu rơi là món nợ ân tình. Thôi trời đã tối rồi, cậu hãy về đi. Em qua, hãy đứng lại nghe anh nói. Dù cảnh ngộ thế nào, anh cũng không thể xa em, không thể bỏ con của anh được. Qua, qua. Thành, con đi đâu mà sao đêm nào con cũng đi vậy? Không kể gì mưa gió hết. Thưa má, con đi xuống dưới rạch dừa phải không? Dạ. Xuống dưới đó làm chi vậy? Dạ. Má hỏi vậy cho má biết hết rồi. Má nghe nói con nhỏ tên con Qua gì đó, nó sắc sảo lắm phải không con? Hèn gì nó không quyến rũ con sao được. Mà thôi, má không muốn nói nhiều. Bây giờ má chỉ hỏi vắn tắt con một câu là con tính sao cho má khỏi xấu hổ với bà con họ hàng nhà mình đây nè. Con nói phức cho má nghe đi. Còn phần con Qua gì đó, để rồi má xử trí với nó sao. Thưa má, trăm sự cũng tại con chứ không phải tại cô Qua. Xin má đừng hờn giận nàng, tội nghiệp má. Trời ơi, tới nông nỗi này mà mày còn binh vực nữa. Nè, má đã đi lo hỏi vợ cho con chỗ xứng đáng. Con diện lẽ này để lo để mà từ chối, rồi tự ý lén lút tư tình với một đứa con gái không mẹ, không cha, không nhà, không cửa mà nghèo xác, nghèo sơ. Bổn phận làm con đó, trai cũng vậy mà gái cũng vậy, cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó. Những cái thứ cãi cha cãi mẹ, sau này đời nó sẽ ra sao? Tiền xa ký phúc, hậu xa giới chi, xe trước gái xe sau phải tranh chứ. Má ơi, nhưng theo con nghĩ thì nghèo đâu phải là cái tội. Riêng con thì chỉ muốn được sống bên luống cày thừa mạ mà hạnh phúc trăm năm bên người vợ quê.
nghiệp nàng đã vì con mà nay đợi mai chờ. Nàng đâu phải như những người con gái khác có thể đem bạc tiền đổi lấy tiết trinh. Chẳng qua nàng đã thật lòng thật dạ yêu con và tin tưởng những lời con hứa hẹn. Nếu con cũng bắt trước theo trăm ngàn thằng con trai phản bội thì lỗi cho con và thêm tội cho nàng. Trời ơi, mấy con đó mà con cho là nó thật lòng thật dạ. Xích, cái ngữ đó đó hả? Thấy nó thấy chỗ nào của bạn là nó nhào vô, ở đó mà tin. Má ơi, canh sen tuy sông trong bụng nhưng vẫn đượm mùi hương. Thì người con gái nghèo hèn nó càng quý trọng tiết trinh phẩm gia. Nếu má thương con xin má đừng bắt con làm điều tội lỗi, vì con phụ nàng rồi nàng biết sống với ai đây. Má nghĩ lại con gia đình ta từ trước tới nay không có làm điều chi mất phần âm đức. Huống chi nàng đã tin con mà trao cả cuộc đời trinh bạch thì làm vì sao con có thể phụ phàng. Huống chi hiện giờ nàng đã có thai. Trời, tôi đã có thai rồi à? Vâng, con đâu nỡ đang tâm phụ rải. Xin má hãy thương dùm đôi trẻ nghe mà tác thành cho duyên nợ hai con. Thôi 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 thôi, mày lắm quá rồi, đừng có nói nữa. Nè, tao cho mày hay nha, giấy tờ đi tay của mày tao đã lo xong hết rồi. Vài bữa nữa tao cho mày đi học tuốt ở bển nè. Coi con đó nó còn đeo đuổi mày không cho biết. Trời, thưa má. Thôi thôi, không có má tía gì hết á. Super đâu? Dạ. Đem vali của cậu hai ra xe, đưa cậu về Sài Gòn sáng mai xuống rước tao. Dạ, thưa má. Thôi thôi, mày hãy đi lập tức, đừng nói nhiều lời. Tao đã mang tai tiếng cũng tại nơi mày. Nhưng mà má coi cái hái chưa xong, sao má bắt con đi? Ôi, ruộng non tao trôi kệ bỏ luôn cũng được. Hai, dạ. Mày đưa cậu ra xe rồi đi cho mau. Dạ. Đi đâu? Dạ. Xuống bến lấy chiếc xuồng, bơi tuốt xuống dưới rạch dừa đó, kiếm con qua biểu nó lên đây lập tức cho bà nói chuyện, nghe chưa? Dạ. Dạ thưa bà, cô qua tới. Kêu nó vô đây. Dạ. Dạ, chào bà. Cô là cô qua đây phải không? Dạ. Cô qua, hãy tôi nói à, cô đừng có chối cãi hay biện hộ gì hết á. Tôi biết cô đã gian díu với thằng Thành nhà tôi từ hơn một năm nay rồi, phải vậy không? Thưa bà. Cô để tôi nói. Nè, thân phận của cô như vậy đó mà cô muốn trèo đèo, cô hy vọng làm vợ thằng Thành lắm phải không? Cô nhắm coi có thể được không cô? Tôi đã cho cô ở tử tế trong điền tôi mà cô lên đó làm rối gia đình tôi, thiệt là. Ơ mà thôi, nói nhiều với cô cũng không ích lợi gì. Tánh của tôi thì nhân đức, tôi không muốn làm khổ ai hết á. Đây nè, cô cầm số bạc này và nỗi ngày mai cô đi ra khỏi điền tôi, cô nghe chứ? Thưa bà, xin bà cho phép tôi được nói vài lời. Nói gì nói phức đi, nặng đi. Thưa bà, sinh ra phận gái đã là một cái tội, trời bắt nghèo thì tôi lại nhiều hơn. Tôi gian đâu ước mơ làm vợ cậu hai Thành, cũng như không bao giờ dám mong mỏi được làm dâu bà Hôi. Trời ơi, cô quê mùa mà cô nói chuyện nghe khéo quá. Hèn gì Thành nhà tôi không chết lên chết xuống sao được. Nhưng hôm nay bà Hôi đã nặng lời xua đuổi. Dù biết rằng mình không làm gì nên tội, nhưng tôi phải ra đi cho bà Hồi vui lòng. Vậy được à. Dù phải mang một bào thai lăn lóc giữa phong trần. Trời, cô đã có thai rồi à. Nhưng tôi xin phép được trả lại số bạc vì tôi không cần ai đời tôi. Thân phận nghèo tôi cũng biết nhục biết đau, tôi có thể nuôi con tôi bằng sức cần lao để con.
rồi. Tiền không lấy là tôi cất tôi cho dai té lời. Mà không được nói xa nói gần với giọng cầu cao đó à nghe. Nói xa nói gần là ăn đòn à. Phải mà, danh dự mấy người to lắm mà. Thưa bà, con người ai không có danh dự, nhưng danh dự của kẻ nghèo càng phải được bảo vệ nhiều hơn. Bà cho tôi tiền đâu phải do tấm lòng thương, mà đó là bà xem như của rơi rớt mà bà đem bố thí. Tôi chưa đến nỗi túng cùng nghèo đói, nên đem tiết kinh đổi lấy bạc tiền. Đó, tiền của bà tôi trả lại bà đây. Và bà cũng đừng sợ con bà đeo đuổi, tôi sẽ đi ngay mặt số phận mai rồi, nhưng không nhận số tiền hất hối của bà đâu. Gió cuốn giấy sương tan tiếng gà vừa gáy, sáng con đã ngủ say rồi. Nhìn con trẻ luôn ngắm ngồi thao thức suốt canh, khuya đôi bông luôn ngủ hay gượng sông bơi con. Có khi bình minh lô dạng chân trời, gót mỏi mòn trên đường cô thôn, lo táo tần gồng gánh nuôi con. Ngủ ngủ ngoan nha con, để má đi ra sau má hái trầu chút nha con, ngủ ngon nha con. Dạ thưa bà, đó căn nhà lá nhỏ nhỏ phía sau vườn trầu là nhà của cô Hoa đó bà. Mày thấy có con Hoa ở trong không? Dạ, cổ đi tuốt ra sau vườn trầu rồi. Thôi được rồi, nè nè. Dạ. Mày thấy không? Dạ chi? Đứa nhỏ đang nằm trên võng đó. Dạ. Mày dùng ẩm nó ra đây cho tao. Dạ, dạ thưa bà, chi vậy bà? Ấy, tao sẽ đem nó đi tuyệt tích tuyệt tâm, để con Hoa không còn dính líu với thằng Thành. Có một đứa con là sợi dây quan trái, tao cắt đứt rồi là mọi việc êm xuôi đó. Hai đứa nó đó, nó sẽ hết lâu thôi. Dạ, dạ thưa bà, xin bà đứng chờ tôi. Tôi lén vô trong ấm đưa nhỏ ra đây. Nè hai à, dạ. Tao đứng ở đây phía ngoài bụi xương rầm, mày đứng phía trong lừa đứa nhỏ cho tao. Dạ, dạ thưa bà, dạ đây đây, dạ đứa nhỏ đây. Đưa đây cho dạ, tao, dạ. Sợi dây luyến ai, người ta bắt nó đi để bôi xoa một cuộc tình không hổ đôi mong đắng. Mới xa chồng rồi nay lại mất con, đời chịu chết trong chuỗi ngày đau khổ. Ôi tiếng chuông chùa nức nở, âm vang buồn như khóc cạnh chia ly. Phải chăng đó là tiếng từ bi đang tha thiết gọi ta, rằng chỉ có nương đuốc quệ mới nguôi ngoai phiền nào. Trời ơi ta biết đi về đâu khi vắng lên hồi chuông chiếu màu, như lạc lõng bơ vơ trong nắng xế sương buồn. Tiếng đại hồng chung như réo gọi một linh hồn, trót mang nặng trăm ngàn.
sâu tràn ngập biển trầm luân. Nỗi xa chồng nỗi nhớ thương con, ngàn quan trai chẳng buông tha người bạc số. Theo tiếng chuông ngân ta tìm nơi Phật tử đấy được phôi pha một tâm sự. Minh à. Dạ. Sửa soạn xong chưa? Lo ngủ sớm đặng sáng mai đi với mẹ qua quê trâu bên điền bà hỏi chứ con. Dạ, con sửa soạn xong rồi đấy mẹ. Ráng nghe con, nghe con. Cực chẳng đã mẹ mới cho con đi ở mướn với người ta. Chứ xa con làm sao mẹ khỏi buồn, khỏi nhớ. Ôi thời gian qua trông thật, 14 năm sông bên nhau với ruộng phèn nước mặn. Khi đặt nò dưới bến lúc bắt cá trên đầm, con đã lớn lên bằng gạo chở nước sông, trong túp lá sông một già một trẻ. Mẹ, con nghe nói hồi đó mẹ lượm con ở đâu đó, phải không mẹ? Phải. 14 năm về trước, trong một đêm mưa quy đông lạnh buốt, mẹ vẫn khoác áo tơi xuống ruộng giăng câu. Khi đi ngang qua dãy trăm bầu, bỗng nghe tiếng trẻ khóc cơ hồ như đứt ruột. Đứa bé khóc la dưới bụi trăm bầu là con đó hả mẹ? Phải. Mẹ lật đật chạy đến ẵm con lên, thì thấy con chỉ còn thui thúc. Tiếng la khóc mỏi mòn và hơi thở đã mong manh. Mẹ lấy áo tôi phủ kinh thân con và ấp ủ cho con đỡ lành. Khi ấy trời bỗng trút xuống cơn mưa tầm tã, mẹ vội bồng con tranh cơn mưa vô với bóng cây cổ thọ bên. Mưa đổ gần xa như lễ đổ trong lòng, ngồi run rẩy đợi khi trời dứt hột, mẹ mới ẵm con về dưới túp liều tranh. Nuôi sống con bằng nước cháo nước con đau con bệnh mẹ chỉ chạy thuốc bằng củ gừng tét xa. Người ta đã nói dứt bỏ một hài nhi vô tội, thì mẹ tìm tình thương trong manh áo cơ hàng. Tội nghiệp mẹ tôi, mẹ nghèo lo miếng ăn từng bữa đã khó khăn, vậy mà còn phải cưu mang thêm một đứa trẻ không phải là ruột rà máu thịt. Con ơi, con đã lớn khôn bằng miếng cá lá rau, còn mẹ thì ngày một già yếu bởi nay đau mai ốm. Xa con làm sao mẹ không buồn không nhớ, bởi mười mấy năm trời no đôi cô nhau. Suốt một mùa đông mưa gió triền miên, mẹ con chỉ có một manh chiêu rách đắp chung cho đỡ lành. Thế mà rồi đây thân già một bóng, ngồi tư lương nghe gió đồng bên. Nhìn ngọn đèn trên vách lung lay, trời thang tăm mưa hoài không dứt hột. Còn một đêm nay mẹ con mình xung ngột, đến sáng mai này mẹ đành phải xa con. Tới điền của bà hội rồi. Con à, con đứng ngoài này nha, để mẹ vô mẹ nói chuyện với cậu hai. À bà Tư, tôi chờ bà từ hồi trưa tới giờ đó. Dạ chào cậu hai. Dạ. Dạ từ ngày bà Quyện mất, cậu thì đi học ở bên Tây chưa về. Tôi cũng ít có dịp xuống đây. Dạ bữa nay tôi có đem nhỏ con tôi theo để mà chăn trâu trong điền như lời đã hứa với cậu. Vậy à? Đâu?
Em nó ở đâu? Minh à, vô đi con. Chào cậu hai đi con. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi à, bà Tư? Dạ, cháu nó được 14 tuổi. 14 tuổi? Trời ơi, một dĩ vãng lại hiện về trong tâm não. Từ khi vì cảnh trai ngang nên bỏ rơi giọt máu ân tình. Giờ đây thấy con ai sao cũng nhớ con mình. Lòng xao xuyến một mối tình phụ tử. Thôi được rồi, bà Tư à, bà để em ở lại đây đi. Trời sắp tối rồi, bà uống miếng nước đi rồi về cho sớm bà Tư. Mẹ về hả mẹ? Mẹ về rồi, lâu lâu mẹ qua thăm con. Con à, ráng lo làm việc đừng để cậu hai rầy nghe con. Mẹ về nhớ ra nhỏ mấy cần câu căm. Con bỏ quên bên bờ ruộng mẹ sao nhà. Mấy cần câu đã nuôi sống gia đình ta. Nay con phải lìa xa thôn xóm cô. Rồi khuya đêm nay khi nghe tiếng gió lùa qua khe líp, mẹ có ngồi suy tư trằn trọc nhớ con mình. Tháng tám trời mưa như trút xuống lạnh lùng. Gió phơ phất rung rung làn tóc trắng. Nhớ thương nào trở lại buổi tàn niên. Nghe nỗi sầu dằn vặt trong tim. Bừng tô trà nồng mà khói mờ đôi mắt lệ. Nhớ hôm qua còn một già một trẻ. Mà đêm nay trơ trọi có một mình. Lâu lâu cô xin phép cậu hai về thăm mẹ. Chứ mẹ thì chắc khó xuống tới đây nữa rồi. Tuổi già sức yếu thêm đường xá khó khăn. Con đến đây như một con chim non xa rời tổ ấm. Ngỡ ngàng với đôi cánh nhỏ bơ vơ. Con không ngại gì cảnh sớm nắng chiều mưa. Chỉ buồn thân phận xót xa niềm diễn cách. Mái tóc còn xanh giữa tình đời đen bạc. Ai dẫn đường chỉ lối con đi. Thôi mẹ hãy trở về đi. Đừng bỉnh rỉnh mà làm chi. Đường về mỹ quý chắc xế chiều mới tới. Ôi buồn làm sao cánh người về kẻ ở. Cuộc từ ly để con nhớ con sầu. Ôi mẹ về con ở lại nghe con. Mưa chưa ngớt trên nẻo về xóm nhỏ. Mẹ đi mưa ướt khi dài gầy. Ở lại nơi này con buồn lắm mẹ ơi. Dạ cảm ơn cậu hai. Dạ chào cậu hai. Thưa đi cô, mưa lớn quá. Xin đi cô vui lòng cho tôi đứng nhờ ngoài mái hiên này cho đỡ lạnh. Cửa thiền rộng mở, em cứ tự tiện vào trong. Cảm ơn đi cô. Trông em hiền lành ngoan ngoãn. Sao lâu nay tôi không trông thấy em trong đám trẻ một đồng. Thưa đi cô, tôi mới đến ở mướn bên điền bà Hội chưa đầy một tháng. Em là người ở đâu? Cha mẹ em là ai vậy? Thưa đi cô, tôi không có cha mà cũng không có mẹ. Lớn lên bằng tình thương của một bà lão dân câu. Em nói sao? Em không có cha mà cũng không có mẹ. Thưa đi cô, dân, tôi chỉ là một đứa con rơi bị người ta đem bỏ giữa một cánh đồng. Cô hoành mưa gió suốt đêm trường. Nhờ có kẻ qua đường xúc động tâm tình thương.
phải giọt máu rơi. Kìa một bước son hồng còn lộ giữa bàn tay. Thưa đi cô, mi cô bảo chi tôi không hiểu rõ ngọn hồn mà trên khóe mắt u buồn dòng tham lệ trào tuôn. Kẻ tu hành bỗng dưng xúc động bởi vừa nhớ đến một quá khứ đau buồn. Sự tưởng xóa nhòa trong tâm khảm, nén ưu phiền qua tiếng kể lời kinh. Trời khiến xui mẫu tử được trùng phùng, nhìn con trẻ mà giọt châu rơi tầm ta. Đây em cầm lấy bức thơ này, hãy lập tức trở về bên điền bà hôi và trao bức thơ cho cậu Hai Thành. Cậu xem xong sẽ hiểu rõ ngọn nguồn, khi ấy em sẽ được gặp cha với mẹ. Thưa Nhi cô bảo, tôi đem bức thơ cũ kỹ ra nhạt nhòa nét chữ trao cho cậu Thành, tôi sẽ gặp mẹ gặp cha. Phải, em chưa nghe theo lời dặn của tôi. Kìa, tiếng chuông chiếu mổ bắt đầu, tôi phải vào Phật điện lo thắp hương tụng niệm. Em qua, anh vừa nhận được lá thơ tình năm cũ do một đứa trẻ một đồng mang đến. Trời ơi, anh đâu có ngờ con của mình giờ là một đứa trẻ chăn trâu. Minh Cung, mẹ của con chính là người đang khoác áo nhà tu, còn cha đây là cha ruột đã bỏ rơi con từ tấm bé. Em qua, xin ông đừng gọi tên tôi có những ngày quá khứ. Bây giờ là sư nữ Huệ Liên, ông đã gặp được con là đã tìm được tình thương. Còn tôi, xin hãy để cho tôi được an ổn với cuộc đời tu niệm. Ni cô ơi, xin cho tôi gọi tên qua của 14 năm về trước, để nhớ lại một chiều mưa anh đến gặp em lần cuối, để rồi cả hai đứt nối lệ ly tình. Gọi một lần thôi rồi cách đi biệt đôi đường, tôi không có quyền đem chuyện tình yêu trong quá khứ để bây giờ tâm sự giữa thiền môn. Nghiệp dĩ đã định rồi, tôi còn biết nói gì hơn, thà câm lặng cúi đầu nhận tội, dù rằng gây ra cảnh chia lìa ngang trái không phải tại tôi mà tại đấng sanh thành. Minh, hãy đến chào mẹ con đi con. Qua ơi, qua hãy yên lòng tu niệm. Từ đây tôi sẽ nhìn nhận nó là con. Ôi lá rơi về cội, nước chảy về nguồn. Nếu ông đã nhìn đứa trẻ vô tội là con, thì đời của nó cũng được đôi phần an ngùi. Mình con ơi, hôm nay con đã gặp cha gặp mẹ, hẳn con đã bớt tuổi buồn vì thân phận mồ côi. Thôi, trời đã xế chiều rồi, con với cha con hãy về cho sớm để mẹ vào tụng niệm. Mẹ,
Mẹ ơi, con tưởng đâu con là đứa trẻ thơ không tình mẫu tử, như cánh chim non lìa xa tổ ấm mặc cho gió giông bão loạn mưa. Mình nương bóng từ bi, rồi mỗi lúc chiều về con sẽ đến nơi đây, nhìn bóng mẹ đang quỳ dưới ngôi tam bào. Xa hiện tại và quên rồi quá khứ, để tâm trí phiêu diêu trong mây tiếng chuông. Bình tâm nghe anh nói,
phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mê hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa dòng mờ xa y xa thẳm muôn trùng sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi nói ra thêm những y nghẹn lời, đời anh ấy đã nghĩ chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang, thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương, người mà không biết yêu đương ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.